Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong những phút sắp tới của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị xem xét báo cáo kết quả kiểm điểm đánh giá, phân loại tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá xếp loại chất lượng Đảng bộ tỉnh năm 2023, báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp lần thứ 27 và 28. Hội nghị cũng xem xét việc kỷ luật đảng viên liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC. Chiều nay, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023. Năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 430 km đường các loại, kinh phí thực hiện hơn 7,7 nghìn tỷ đồng. Công tác quản lý chất lượng công trình luôn được quan tâm, chỉ đạo từ khâu thiết kế, thẩm định và kiểm soát tốt chất lượng, tiến độ, hiệu quả đầu tư. Vận tải hành khách, hàng hóa đều tăng so với năm 2022, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên tăng cường quản lý hoạt động vận tải bến xe, bến sông. Trong đó, cần tuần tra xử lý nghiêm xe dù bến cóc, xe hợp đồng, trá hình hoạt động trên địa bàn các huyện, thành phố, tiếp tục tham mưu tỉnh quy hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Năm học này, thành phố Hưng Yên thực hiện sáp nhập 12 trường tiểu học và trung học cơ sở thành 6 trường, giảm 6 trường công lập so với năm học trước. Cụ thể, thành phố đã thực hiện sáp nhập trường tiểu học với trường trung học cơ sở của 6 xã phường để thành lập mới các trường gồm các trường tiểu học và trung học cơ sở Lam Sơn, Hùng Cường, Phú Cường, Phương Triều và Bảo Khê, thành lập trường tiểu học và trung học cơ sở Quang Trung trên cơ sở sáp nhập trường tiểu học Nguyễn Huệ với trường trung học cơ sở Nguyễn Quốc Ân. Để việc sáp nhập được tiến hành thuận lợi, ngành giáo dục và các địa phương xây dựng lộ trình cụ thể và chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh đồng thuận, thấy được ý nghĩa hiệu quả khi sáp nhập. Đến thời điểm này, 5 trên 6 phường xã đã tổ chức lễ công bố quyết định. Kể từ khi lô sản phẩm tổ yến đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc vào tháng 11 năm 2023, đến nay đã có thêm trên 700 kg tổ yến được xuất khẩu sang thị trường này. Để đảm bảo việc này, các thủ tục khai báo hải quan, thông tin sản phẩm cần được thực hiện kỹ lưỡng, chuẩn chỉnh và được các cơ quan ban ngành của hai nước chấp thuận, việc xuất nhập khẩu được diễn ra thuận lợi. Các doanh nghiệp cũng chủ động được số lượng hàng hóa sao cho đối tác theo từng giai đoạn mùa vụ, từng đơn hàng khác nhau. Yến là sản phẩm phải được kiểm dịch trước khi xuất khẩu. Do đó, trước khi xuất khẩu, các doanh nghiệp cần đăng ký Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh tình trạng vừa qua có doanh nghiệp tự đăng ký được mã số thì đã tự xuất khẩu mà không qua cơ quan thẩm quyền và sản phẩm đã không được nhập khẩu. Cả nước hiện có 42 trên 63 tỉnh có nuôi chim yến. Thời gian qua, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh triển khai nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới phát triển sản phẩm du lịch theo định hướng bền vững lâu dài, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Thị trấn phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ Công ích huyện thành lập một tổ liên ngành tại cảng Cô Tô để kiểm soát việc không mang túi ni lông và đồ nhựa khi đến đảo, chỉ đạo các khu tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ công chức tự trang bị thùng rác hai ngăn để phân loại rác ngay tại nguồn. Thị trấn thành lập mô hình biến rác thành tiền, hỗ ủ phân hữu cơ, phối hợp với cơ quan đơn vị triển khai 8 lượt tuyên truyền, ký cam kết các phương tiện tàu thuyền không xả rác xuống biển. Trong năm 2023, thị trấn Cô Tô tổ chức 38 buổi ra quân dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển, các điểm công cộng trên địa bàn. Qua theo dõi, nắm bắt, phản ánh từ nhiều kênh thông tin, Hội Nhà báo Việt Nam nhận thấy, thời gian gần đây hiện tượng phóng viên, cộng tác viên một số cơ quan báo chí, trong đó chủ yếu là tạp chí thuộc các tổ chức xã hội nghề nghiệp, lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật. Một số phóng viên, cộng tác viên liên kết thành từng nhóm có hành vi vượt quá chức năng nhiệm vụ quyền hạn, hoạt động không đúng tôn chỉ mục đích đưa thông tin một chiều, chưa được kiểm chứng về những tồn tại, sai sót của cơ quan doanh nghiệp địa phương,
để gợi ý, gây sức ép, thậm chí là đe dọa để sau đó đề nghị ký kết hợp đồng truyền thông, quảng cáo hoặc thu lợi bất chính. Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các liên chi hội và chi hội trực thuộc triển khai ngay việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân cho đội ngũ người làm báo, rà soát quản lý chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở đội ngũ phóng viên, nhất là phóng viên thường trú, cộng tác viên tại các địa phương thực hiện nghiêm quy định của luật báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, đồng thời giám sát quản lý chặt chẽ việc sử dụng thẻ nhà báo, thẻ hội viên, giấy giới thiệu cấp cho cán bộ phóng viên. Thực hiện cao điểm kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở có nguy cơ xảy ra cháy nổ. Sau 3 tuần triển khai, Công an thị xã Mỹ Hào đã kiểm tra hơn 100 cơ sở, xử phạt 26 trường hợp với số tiền hơn 86 triệu đồng. Cụ thể kiểm tra nhà trọ, nhà nghỉ khách sạn, một trung tâm thương mại, chợ và các quán hát karaoke. Nội dung được kiểm tra là hồ sơ về phòng chống cháy nổ, trang thiết bị cho việc chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, quy định tiêu lệnh về phòng cháy, hệ thống ống vòi bể nước, kỹ thuật vận hành chữa cháy, thang thoát hiểm với các nhà cao tầng có kinh doanh dịch vụ hoặc nghỉ trọ. Các cơ sở bị xử phạt với các vi phạm chủ yếu là chưa trang bị đầy đủ hoặc các thiết bị không còn đủ điều kiện phòng báo cháy và chưa có cầu thang thoát hiểm. Sau một tháng phát động chương trình giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nhận bình chữa cháy, Công an huyện Văn Giang thu hồi 4 khẩu súng tự chế, 10 lựu đạn, gần 14 kg pháo và 11 vũ khí thô sơ. Lực lượng chức năng đã quy đổi và trao 23 bình chữa cháy cho người dân địa phương. Sau khi giao nộp vũ khí, vật liệu nổ để nhận bình chữa cháy, người dân được cán bộ công an hướng dẫn cụ thể và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Năm 2024, tỷ lệ thất nghiệp trên toàn cầu sẽ tăng nhẹ trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về nguy cơ năng suất đình trệ, bất bình đẳng ngày càng trầm trọng và lạm phát ảnh hưởng đến thu nhập. Đây là nội dung báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO đánh giá những xu hướng mới nhất trên thị trường lao động. Cụ thể trong báo cáo trên, ILO đánh giá quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 đã chậm lại, cùng với những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và lạm phát kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải đưa ra những động thái quyết liệt. Dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn cao hơn dự báo, nhưng mức lương thực tế ở hầu hết các quốc gia thuộc nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đều giảm tốc khi tốc độ tăng lương không bắt kịp lạm phát. Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp đã giảm xuống 5,1% trong năm 2023, tuy nhiên ILO dự báo tỷ lệ này trong năm 2024 sẽ tăng trở lại, lên mức 5,2%. Thu nhập thực tế sẽ giảm ở hầu hết các nước G20 và nhìn chung, tình trạng khó khăn do lạm phát sẽ khó có thể được bù đắp nhanh chóng. Tình trạng bất bình đẳng ngày càng lan rộng, năng suất trì trệ là những điều gây lo ngại. Báo cáo cũng cho thấy thị trường lao động ngày càng mất cân bằng trong bối cảnh có nhiều cuộc khủng hoảng, làm chậm lại những tiến bộ trong nỗ lực cải thiện bình đẳng xã hội. Thưa quý vị, hôm 10 tháng 1, cảnh sát Nepal cho biết đã bắt giữ một nhà lãnh đạo tinh thần mà những người sùng đạo tin rằng ông là hóa thân của Đức Phật vì cáo buộc tấn công người khác và hãm hiếp tại đạo tràng của ông. Theo cảnh sát Nepal, Ram Bahadur Bumjan, người được các tín đồ gọi là cậu bé Phật, đã trở nên nổi tiếng khi còn là một thiếu niên. Sau khi những người theo dõi nói rằng người này có thể ngồi thiền bất động trong nhiều tháng mà không cần ăn uống hay ngủ. Đạo sư 33 tuổi được rất nhiều người sùng bái, nhưng từ lâu ông đã bị buộc tội tấn công thể chất và tình dục những người theo ông, đồng thời lẩn trốn chính quyền trong vài năm. Hàng chục đơn khiếu nại chống lại Bumjan về việc hành hung đã được đệ trình vào năm 2010. Tới năm 2018, một nữ tu 18 tuổi tố cáo Bumjan đã cưỡng hiếp cô tại một tu viện. Năm 2019, cảnh sát bắt đầu chiến dịch điều tra sau khi một gia đình cho biết 4 người trong nhà họ đã theo Bumjan và sau đó biến mất. Năm 2020, lại có thêm một đơn khiếu nại khác, cáo buộc Bumjan đã tấn công tình dục một phụ nữ. Trước khi bỏ trốn, tên này vẫn điều hành một nhóm sùng đạo đi theo, tu tập, dù các cáo buộc chống lại anh ta ngày càng nhiều. Amsterdam, thủ đô của Hà Lan, nổi tiếng với lối sống xanh và thân thiện với môi trường. Tại đây có một nơi được gọi là thư viện thời trang đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân, đặc biệt là đối với những người yêu môi trường. Bởi đây là một trung tâm cho thuê quần áo nhằm ứng phó với tình trạng lãng phí và ô nhiễm trong ngành thời trang. Thư viện thời trang Lena nằm trên con phố Westerstraat ở thủ đô Amsterdam. Hàng trăm trang phục với đủ màu sắc được sắp xếp theo nhãn hiệu, kiểu dáng, kèm theo thẻ ghi giá bán hoặc giá thuê theo ngày.
giá thuê tại đây dao động từ khoảng 50 cent tới vài euro, tùy vào tần suất và số lượng thuê hoặc mượn quần áo của khách hàng. Thư viện đặc biệt đã được cô Eliza Johnson cùng với người thân mở cửa từ năm 2014 với mong muốn đem lại một giải pháp chống lãng phí quần áo và ô nhiễm trong ngành thời trang. Vừa ra khỏi biên giới Hà Lan, những sáng kiến tương tự đã được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới như Anh, Canada, Pháp hay là Thụy Sĩ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.